Và sau khi mình sơ chế thì bây giờ bắt đầu mình tẩm ướp các bạn. Tẩm ướp thì bây hiện tại là mình mực mình sơ chế xong mình cứ nó ra này. Đấy, để cho nó ngấm gia vị. Hiện tại thì mình đã cho gừng để cho nó thơm các bạn, cho nó vừa khử tanh của mùi của mực này, của cả tỏi này, ớt tươi này, và hành tươi các bạn nhé, hành dọc nhé. Bình thường các bạn có thể dùng hành cổ nhưng mà mình thích hành dọc cho màu xanh nó đẹp mắt. Và ngoài ra thì mình cho một chút đường, chút mì chính và chút muối. Nhưng mình thì mình sử dụng cái gói này với ướp thịt nướng này. Đấy, đây mua sẵn siêu thị rất là tiện, mình muốn ướp gì cũng được cho nhanh nhá. Đó, bây giờ mình sẽ đổ vào đây cho các bạn xem này. Tại vì trong cái thành phần này thì họ đã cho rất là nhiều gia vị, tất cả các đầy đủ các loại gia vị rồi, thì mình chỉ cần bôi về và tẩm ướp thôi. Đó, sau khi mình đã tẩm ướp xong thì mình để khoảng 2 đến 30 phút các bạn nhé, 20 phút thôi. Thì khi nó ngấm xong thì mình mang đi nướng. Đó, trong quá trình chờ đợi mực thì mình đi rửa lau, thì nó thơm. Đây là rau cải các bạn, rau cải cúc này, rau muống này. Và có khẩu vườn của mình có cả rau lách nữa, rất nhiều các loại rau. Thực ra mình nấu nhiều loại rau thì ăn nó rất là ngon và mình không được chán. Hay nữa là mình nấu canh xương nữa, nấu xương nữa. Mình không nấu mỡ. Nó sẽ rất tốt cho sức khỏe của các bạn. Mình rau này là tẩu vườn, cải cúc, rau muống, rau xà lách, rau về, vân vân. Mình sẽ lấy hạt cẩm. Mình ít khi nấu canh là nấu một loại rau. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ mang đi chiên đi các bạn. Đó, mình sẽ chiên bằng cái nồi chiên không dầu này nha. Cái nồi chiên không dầu này thì nó có hai tác dụng, vừa nướng này, vừa chiên này, và có rất nhiều chức năng nhé. Các bạn xem này, mình giới thiệu cho các bạn xem này. Đó, đó, chiên có khoai gà này, giã đông này, cánh gà này, sấy khô này, bò bít tết này, khoai tây này, chiên cá này, rau củ này, bỏng ngô này, củ men này, nướng bánh này, thịt này, xiên nướng này, pira này, giữ ẩm này, và giữ ấm, bánh mì và bánh quy. Có rất nhiều chức năng trên cái
cái nồi chiên không dầu này, còn nhiệt độ trên và nhiệt độ dưới, quay và hẹn giờ. Cái đặc biệt ở cái nồi chiên không dầu này thì nó có mai so ở dưới và mai so ở trên. Khi đó thì chúng ta mà nướng thì không cần phải lật, không cần phải lật, mà chỉ cần cho vào đặt thời gian là ok. Cái nồi chiên không dầu này thì nó rất là xịn sò nha các bạn. Đó, yeah. Rất là chắc chắn. Đó. Ở bên trong thì sờ bằng inox nhé. Bên trong inox này, cánh cửa này có rất là nhiều mức này. Đó, đây các bạn, inox này. Và ngoài bề ngoài của hầm nó này thép không gỉ nha các bạn. Đó, rất là xịn sò các bạn. Rất là gọn gàng và đẹp nhé. Nếu các bạn muốn ăn nhiều các món ăn mà liên quan đến nướng và chiên thì các bạn hãy mua nồi chiên này, sẽ rất là tiện cho các bạn. Nồi chiên này thì mang thương hiệu là Highwood này. Đó, bạn thấy không? Ok, giờ mình không đến chuyên nữa rồi, bây giờ mình bắt đầu bật máy. Cái đậy vừa đậy nắp lại thì mới hoạt động được như vậy. Đó. Bây giờ mình sẽ điều chỉnh này, mình bàn cái nút này này. Nhìn đâu thì đến đấy là thế nào. Mà nhìn này. Đường nướng gà. Khoai tây này. Chiên cá này, chiên cá này. Đó, nó sáng này. Đó, chiên cá. Thì bây giờ hiện tại nó đang để 180 độ và 15 phút. Tại mình muốn điều chỉnh mình ấn đây, ấn cả cái thời gian này mình điều chỉnh này. Đó, mình các bạn này cho là 16 phút, 14, mình giảm đi 14, 13 này, mình lên 16 này, vậy này, cái này vậy đó. Ôi để chào 15 phút, tất cả đây cái này nó đã mặc định sẵn rồi nha các bạn. Và bây giờ bấm nút đèn, thấy không? Đèn trong đèn sáng, hiện tại là chúng ta đó. Vậy thì chúng ta cứ để lò nướng như thế này và chúng ta sẽ làm việc khác nhé, không cần phải quan tâm đến nó. Khi nào xong thì tự tắt, ok, và chúng ta sẽ lấy thành phẩm ra. Và đây mực đã chín vàng rồi các bạn, mình chuẩn bị lấy ra nha. Và đây nha các bạn nha, đây là thành phẩm là mình, đây mình chiên bằng lò chiên không dầu thì vẫn giữ được cái vị ngọt của mực rất là mềm. Nếu mà là các bạn muốn ăn giòn tan ý, thật sự với các bạn là ăn giòn là sẽ không tốt cho sức khỏe. Nếu chúng ta chiên giòn chắc chắn sẽ không tốt cho sức khỏe. Mà chúng ta sử dụng cái nồi chiên không dầu và chúng ta chiên như thế này thôi, nó vẫn mềm, giữ được cái vị ngọt của mực. Đó, các bạn thấy. Xin mời các bạn bây giờ ăn cùng mình nhé. Chúng ta chậm thêm bước này. Rất là ngon các bạn. Và mình xin dừng video tại đây. Nếu các bạn thấy kênh của mình hay, đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại nhé.